Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Anh em ơi, về lần này anh em ơi. Chặt cây, chặt cây. Lấy dao chặt cây đi. Đây đây đây, thầy ơi, thầy ơi. Chặt đi, chặt đi, chặt đi. Có sao không, có sao? Thay nhau đây, thay nhau đây. Đây đây đây. Này kia thấy một điếm dễ sợ. Phá hoại biết bao nhiêu điều ngang bà con đi. Không có chỗ trách nhiệm nữa. Bây giờ miếng đi tù thì mới đi chứ đừng mà để rừng cho cả xã hội chung mà. Con đi tù chứ. Tin khẩn, tránh ngột ngột một đan viện Việt Nam lúc này xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau đây còn là một tin thật buồn cho thấy tài sản đất đai của đan viện Thiên An đang bị các thế lực ích nhòm ngó. Sự tự tin của kẻ đốt phá rừng thông Thiên An hẳn là tiếng chuông cảnh tỉnh. Liệt kê những vụ cháy rừng thông của đan viện mà thấy nhói lòng. 1. Ngày 4 tháng 3 năm 2018, một vụ. Ngày 10 tháng 5 năm 2018, một vụ. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, một vụ. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, một vụ. Ngày 4 tháng 7 năm 2018, một vụ. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, một vụ. Và hôm nay. Bao nhiêu lần rừng thông của đan viện Thiên An bị đốt cháy mà không biết chắc chắn thủ phạm là ai. Giờ, hôm nay, vụ đốt rừng đã rõ thủ phạm. Điều đáng buồn và lo lắng là thủ phạm ấy lại hiên ngang nhận trách nhiệm, không chút mảy may lo sợ. Phải chăng những kẻ ấy đã trơ lì hay thế lực xấu kia nó quá? Xin anh chị em trong và ngoài công giáo, các tôn giáo bạn và hết thảy mọi người cầu nguyện lên tiếng bằng cách nào đó để góp phần gìn giữ mảnh đất Thiên An, nơi tu trì và là lá phổi của xứ Huế được nguyên vẹn. Hết trích. Cách đây vài tháng, đan viện cũng bị quấy nhiễu như sau. Không, chạy rừng lợi, chạy rừng lăng ấy. Chạy với ông An đi. Khi thấy một điếm dễ sợ. Phá hoại biết bao nhiêu điều. Điều ngang bà con đi. Không có chỗ trách nhiệm nữa. Bây giờ miếng đi tù thì mới đi chứ đừng mà để rừng cho cả xã hội chung mà. Con đi tù chứ. Ta đừng mà trời ơi. Tao thua mới lo mới chết đi tù mới đi cho mắc mở chi. Đấy. Mà con cả của tao cả xã hội đều mà được cái đô chứ nào nó còn được. Chuyện gì mới nói với tao mà chuyện gì mới chia sẻ với anh. Tao mà không đi đúng mà phạm luật tao chết bay rồi đúng mà mi. Mày là tiếng dễ sợ. Cả nó của chung thì của chứ mi mà mi đốt. Thì cái bác đi tù đi. Ôi con. Điếng mang lên đi. Em điếng đi, em điếng đi. Khuyến này em điếng rồi. Con còn này không? Này chứ khóa một đứa này. Khuyến này em điếng rồi. Này chứ khóa một đứa này. Tao mà cũng phải tắm đi rồi. Mà đang đục rồi em. Họ ăn được thiệt. Thấy đi sợ. Đi đâu mới đục đấy à? Không, không, em mà mình nghĩ. Nhà miệng mơ. Nhà miệng mơ. Mình đang bị đổ ta. Đục ra. Đó mà không đục ra. Không đi. Nhiều bác con đi. Anh em ơi, về lần này anh em ơi. Chặt cây, chặt cây. Lấy dao chặt cây đi. Đây đây đây, thầy ơi, thầy ơi. Chặt đi, chặt đi, chặt đi. Có sao không, có sao? Thay nhau đây, thay nhau đây. Đây đây đây. Vào đây. Hai người một nhá, hai người một đi với nhau. Thay nhau một, thay lại. Cứ một người xuống lại một người lên. Áo đi chơi. Mọi người ơi. Hướng sang bên trái, hướng sang bên trái đi. Hướng sang bên trái, hướng sang bên trái. Đi vòng đây, gặp bên đấy.
Bên kia. Nhớ hai người một nhá. Quá trời ơi. Ơ, xuống con. Anh em ơi, chặt đằng này đi, còn nó vào nhà mình ấy. Vào trong đây, vào trong anh em ơi. Thôi, chém cho con dọc dọc đi, đừng để cho nó. Không, cái này nè. Còn lá. Khoanh vùng đây. Được gió. Bắn đi. Có nước. Cái này to quá thế. Có hẳn đi, còn thường nước, có nước. Ồ. Nhà bao. Một thầy chuyên chặt cành đấy. Thầy Ngân chuyên chặt cành đi, thầy Ngân đây. Mấy chú vô đợt này đưa cho em mượn ngay đi, thay nhau đi. Thay nhiều lá rồi, hết lá rồi. Thay nhiều lá mới được. Thay nhau nhá. Đây. Không chế. Không chế bên trái. Khoanh vùng cái này lại cái đây ơi. Khóa. Vô đây.
Nguyện xin Chúa soi sáng và ban bình an cho nhân loại tội lỗi chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.